Hi mọi người như lần trước mình đã làm một cái clip liên quan đến cái chữ priceless đó chính là phân biệt giữa priceless và worthless thì mình cũng đã nói là priceless là vô giá à, mọi người có thể search lại cái chữ uh, cái clip đấy bằng cách là priceless godfly tên kênh của mình à, thì sẽ nó sẽ ra À, và hôm nay thì mình làm cái clip này chỉ là muốn giới thiệu cho mọi người cái bộ phim cái cùng tên với cái cái từ mình đã làm đó price là priceless thì à, bộ phim này là một bộ phim hài lãng mạn của pháp cực kỳ với mình là cực cực kỳ hay à, và mình cũng không biết hiểu là sao mà mà vô tình mình biết được cái Uh, tên phim này thì uh, nó liên quan đến uh, nói sơ qua là nó liên quan đến sắc uh, đi và sắc baby này. và ở đây có một cái câu mà mình rất thích ở cái Ở cái phim này ở cái poster này, này đó là cô ấy chỉ um, hẹn hò với những chàng trai với liên quan đến tiền thôi. Cho nên khi cô ấy gặp được một người đàn ông với một với trái tim ý nghĩa là là với tình yêu Đấy. thì OK thì uh, thật ra làm clip này cũng chỉ là muốn giới thiệu cho mọi người vậy thôi cũng không có mục đích uh, dạy học gì. Vì dạy nhiều đôi khi cũng ngán này Thì mọi người xem cái bộ phim này thì cũng sẽ nhớ hơn về cái chữ Hy vọng mọi người hơn cái chữ Priceless Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình